Bạn đã biết đến những chiếc móc thông minh này chưa? Bất kể là quần áo, tất, dây đeo hay giày đều có thể treo được. Móc treo quần áo dễ dàng gập lại được ở hai đầu. Đặc biệt khi dùng loại móc này, bạn không cần sợ quần áo bị gió thổi bay hay rơi rớt dù bạn có rung lắc như này. Cực kỳ tiết kiệm không gian, có thể để trong vali hoặc ba lô.